Phòng khám hiệu của trường Thuận Nam thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Đây là một câu hỏi rất là hay. Anh ơi cho tôi hỏi này. Đi lèn xi măng, tôi đi lèn xi măng không dép thì 10 phút là bị đau gót chân thì là bị như thế nào? Đây là cái chứng hàn thấp. Đặc biệt thì chúng ta gặp rất là nhiều khi lúc cha còn nhỏ. Em nhớ là khi còn nhỏ thì bà hoặc là cụ thường là nhìn thấy mình ngồi xuống dưới đất ấy. Thì các cụ thường nói lạnh mông, nhưng mà lúc đấy khí lực mình phập phạp nó sao mà lạnh đâu. Mình cảm thấy nó còn ngồi xuống, ngồi phẹt xuống cái đất hoặc là nằm xuống cái nhà ấy, cảm thấy nó mát mẻ chứ mình sướng ấy. Và anh chị chúng ta chắc chắn là trong cuộc sống anh chị gặp rất là nhiều các cụ thường nói như vậy. Và đến một cái tuổi nào đó thì mình ra mới thấy rằng là à đúng, mình đến cái tuổi này khi mình yếu, suy yếu đi rồi thì đi trên đất mình mới thấy rằng nó lạnh. Lý do đơn giản là gì? Trong nhà, nhớ anh chị ở trong nhà là âm, bao giờ nó cũng hàn lạnh nhiều. Và đi trên đất thì có thể các anh chị ra ngoài đường, vì ngoài đường nó đủ ba âm, đủ ba dương, đủ nắng, đủ gió thì nó không lạnh. Cho nên anh chị nhìn thấy người ta nằm trên cỏ người ta có bị cảm đâu. Chỉ là nằm ở trong nhà, nằm một chỗ trong nhà thì rất dễ bị cảm thôi. Hoặc là vừa rồi dịch bệnh ấy, có rất là nhiều người mà ở nhà ấy, bị bế quan phong tỏa, cứ ngồi ở nhà, nằm ở nhà ấy, thì là sinh ra bệnh, chứ còn đi ra ngoài đâu có bị bệnh. Cho nên là những cái người này là gọi là chứng phong tê thấp, đặc biệt là khi cơ thể nó suy yếu, nhiệt nó không sinh ra được nhiều, trong khi đó anh chị đi trên đất không ấy thì đi nó bị hàn thấp ở dưới đất ấy, nó bốc lên thì bị nhiễm, nó mất cân bằng âm dương thì gót chân của anh chị đau. Đây là cái chứng phong tê thấp. Cái cách chữa thì như nào, hay là để ý, chúng ta để ý là ở những cái đất nước mà người ta văn minh tiên tiến, đặc biệt là người Nhật, ừ thì bên đấy là người ta lạnh rồi, nhưng anh chị không thấy bao giờ thấy để ý thấy người ta có cái nền nền nhà cỡ nào ấy, người ta cũng thường, nếu anh chị đã du lịch sang đấy rồi thì anh chị biết là kể cả nhà tắm ướt thế nào thì người ta cũng cùng người ta kê gỗ vào. Thì gỗ đó là ôn, gỗ mộc đó là ôn. Thế thì nếu mà ở nhà mà bạn đi trên đất như vậy thì bạn tránh đi trên đất. Làm thế nào để cho đỡ nhiễm cái lạnh ở dưới nhà bạn lên. Hai nữa là tập thể dục để cho nó hành khí hoạt huyết và làm mạnh cái thận lên. Và với những cái chứng bệnh như này thì liên quan ấy, thì bạn nên một uống thuốc bổ thận. Bổ thận thì có bài lục vị hoặc bát vị, hai là kết hợp với nó thì uống cái bài phong thấp hoàn, phong những cái vị thuốc nó làm khu phong trừ thấp, nó hành khí hoạt huyết. Đặc biệt là buổi tối đi ngủ bạn lấy vài cái lát gừng giã ra và ngâm vào nước nóng, những nước sôi đổ gừng vào và cho thêm một chút muối, ngâm chân 10 phút. Kết hợp với đó thì sáng vỗ tay theo phương pháp Đông y đạo, chiều kéo gối làm hành khí hoạt huyết, làm thông kinh hoạt lạc, chữa cái bệnh này rất là tốt. Đặc biệt muốn nhanh thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng khám để lấy thuốc.